Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng ngày 19 tháng 2, trên 10.000 học sinh và thầy cô giáo bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở ở 31 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Yên Bình bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán. Để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp như phun khử khuẩn, vệ sinh trường lớp trước khi đón học sinh trở lại trường, đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh. Ngay trong ngày học đầu tiên, các nhà trường đã chủ động bố trí nhân viên y tế học đường, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đúng cách trước khi vào lớp. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống cũng như rà soát các gia đình học sinh đã từng đi đến vùng dịch trong thời gian 14 ngày gần đây trên hệ thống điều hành riêng của từng trường để tiến hành khai báo y tế và báo cáo ban chỉ đạo. Các nhà trường đã chủ động phân công lịch dạy, chỉ đạo các giáo viên biên soạn bài giảng phù hợp, rà soát và kịp thời bổ sung kiến thức cho học sinh. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở từng đơn vị trường để kịp thời nhắc nhở và yêu cầu thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo cho học sinh đi học trở lại sau dịp Tết an toàn và đạt chất lượng.